Cũng trong sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và trao quyết định. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phân công điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, công tác tuyên giáo giữ vai trò vị trí hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và toàn dân. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Xuân Tiến tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh trí tuệ tổng hợp, làm tốt công tác tham mưu giúp cho lãnh đạo tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, báo chí xuất bản, khoa giáo.